Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại nội dung bài học Phonics 2 Short U với letter UT. Và sách Super Mice thì chúng ta sẽ tiếp tục học Unit 5 My House. Phần đầu tiên là phần từ vựng. Trong sách Phonics 2 thì chúng ta sẽ học những từ vựng liên quan đến Short U. Nào các em cùng đọc nhé. Nut. Nut. Hut. Hut. Cat. Cat. Trong sách Super Mice thì chúng ta sẽ học những từ vựng liên quan đến vật dụng trong nhà, hay còn gọi là nội thất. Và chúng ta sẽ học về ba căn phòng trong nhà của chúng ta, và chúng ta sẽ học cách nói món đồ vật này nằm ở vị trí nào trên món đồ vật khác với ba từ, đó chính là từ trong, từ trên và từ dưới. Nào các em cùng đọc nhé. In. In. On. On. Under. Under. Toy. Toy. Furniture. Furniture. Picture. Picture. Wall. Wall. Lamp. Lamp. Shelf. Shelf. Vase. Vase. Living room. Living room. Bathroom. Bathroom. Bedroom. Bedroom. Phần tiếp theo là phần cấu trúc. Trong sách Phonics 2 thì chúng ta sẽ học cách nối âm những từ vựng liên quan đến short u. Nào các em cùng đọc nhé. Earth. 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 N. Earth. Nut. N. Earth. Nut. H. Earth. Hurt. H. Earth. Hurt. K. Earth. Cut. K. Earth. Cut. Trong sách Super Mice thì chúng ta sẽ học vị trí của những món đồ vật trong nhà của chúng ta. Nào các em cùng đọc nhé. On the bed. On the bed. In the bath. In the bath. In the cupboard. In the cupboard. Under the armchair. Under the armchair. Under the table. Under the table. On the sofa. On the sofa. Bài tập về nhà, các em hãy copy từ vựng và cấu trúc ba dòng, học cấu trúc và từ vựng, ghi nghĩ tiếng Việt và làm bài tập trên giấy của thầy giao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại những từ vựng mà chúng ta đã học trong sách Super Mice nhé. Các em hãy nhìn vào đây và cho biết đây là gì. Nào, các em hãy nhìn vào bức hình số 1. What is it? Đây là gì? It is furniture. It is furniture. Đây là những đồ nội thất trong gia đình của chúng ta, bao gồm giường, ghế, bàn, máy tính, vân vân. Picture 2, what is it? Is a picture. Picture 3, what is it? Is a wall. Picture 4, what is it? It's a lamp. Picture 5, what is it? It's a shelf. Picture 6, what is it? It's a vase.
Rồi, các em hãy cho biết đây là những căn phòng gì nhé. What room is it? It's a living room. What room is it? It's a bathroom. What room is it? It's a bedroom. Nào các em hãy cho biết vị trí của những món đồ vật này nhé. Now, where is the carrot? Quả cà rốt ở đâu nào? Cà rốt, chúng ta thấy nó nằm ở trên cái ghế, cho nên mình sẽ dùng giấy từ là on. Quả táo ở đâu nào? Where's the apple? Quả táo nó nằm trong cái hộp, cho nên mình sẽ dùng giấy từ là in. Quả bí ngô ở đâu nào? Quả bí ngô nó nằm ở dưới cái ghế, cho nên mình sẽ dùng giấy từ là under. Nào, các em hãy luyện tập bằng cách nhìn vào bức hình này và cho thầy biết là nó ở vị trí nào nhé. Thầy sẽ đặt câu hỏi là món đồ đó ở đâu, thì các em hãy trả lời cụm từ có 3 từ là in, on hoặc là under, và sau đó em dùng chữ the và sau đó em dùng món đồ vật. Nào các em hãy nhìn vào bức hình số 1, picture 1. Where is the ball? Where is the ball? Picture 2. Where is the doll? Where is the doll? Picture 3. Where is the kite? Where is the kite? Rồi, và ở bức hình thứ nhất thì quả bóng nó nằm ở trên cái giường, cho nên mình sẽ nói là on the bed. Ở bức hình số 2 thì con búp bê nó nằm trong cái bồn tắm, cho nên mình sẽ nói là in the bath. Và ở bức hình cuối, con diều nằm trong cái tủ, cho nên mình sẽ nói là in the cupboard. Nào, bây giờ các em hãy nhìn vào ba bức tranh còn lại và các em hãy nói vị trí của những món đồ vật này nhé. Bức hình số 4. Where's the teddy? Bức hình số 5. Where's the plane? Và bức hình số 6. Where's the rope? Nào, con gấu bông nó nằm ở dưới cái ghế bành, cho nên mình sẽ nói là under the armchair. Các em lưu ý là dùng the. Máy bay nó nằm ở dưới cái bàn, cho nên mình sẽ nói under the table. Và sợi dây nằm trên cái ghế sofa, cho nên mình sẽ nói là on the sofa. Rồi, chào tạm biệt các em.